Như vậy là họ nhận định rằng là họ đã có khả năng mở với quyền lực thiên nhiên và như vậy là đủ. Họ sẽ đánh con Lulu để có thể áp lực nhiều hơn ở cánh dưới. Jerry Lulu, hai con tướng tay dài, có được áp lực ở khu vực đứng dưới dành cho Pay và Lehen so với lại Kalista, so với lại Kaiza và Alista. Một cặp đôi khá là yếu ở những cái cấp độ đầu tiên. Cánh trên sẽ là bởi kèo đấu mà Kennen trong tay của Kin sẽ là con tướng tay dài. Và cũng sẽ không quá ngại khi mà Rumble ở phiên bản 14.14 thì nó cũng đã bị giảm sức mạnh rồi. Kèo đấu đường giữa thì cũng là những cái áp lực ở những cấp độ đầu tiên dành cho Chovy so với lại Lucian của Closer nữa. Thì ba đường của Gen Z ở cái vòng rừng đầu tiên của Kennen sẽ là đều là đường đẩy nhé. Ba đường thắng cho bên phía của Gen Z. Ta đã từng chứng kiến một con Savannah ba đường không thua nhưng cũng không làm được gì. Savannah ba đường thua thì tôi cũng biết là thì ít đó. Nhất là họ còn cấm được con Nidalee của Kennen, chứ nếu như mà có Nidalee ván này thì chắc là không được thấy mặt cua đến từ Savannah của Raptor mất. Chúng ta cũng đến ngay với ván thi đấu đầu tiên trong trận đấu BO3 giữa PX và Gen Z Esports để xem là Gen Z có ngắt được cái chuỗi 4 đến từ PX hay không, hay sẽ là một cái chuỗi 12, 13 trận thắng liên tục đến từ bên phía của Gen Z Esports ở trong sau ngày thi đấu hôm nay. Một đội hình có 3 đường thắng đến từ Gen Z và để xem là họ thực hiện cái ý đồ chiến thuật của mình như thế nào. Tôi vừa thấy một tình huống xâm lăng 4 người, nhưng chỉ là một cái pha cài nhẹ vào vị trí của Closer sau đó là rút lui và chưa để lại bất cứ một cái con mắt nào đến từ bên phía của Gen Z vào phần bốn xanh của đối phương cả. Chưa có chiến công đầu, mới chỉ tầm farm chiêu chiêu 5 phút thôi. Gen Z gác gần ca tiền 5 phút nghìn tiền ngập dữ ấy. Nếu như mà có thêm những hàng gục thì lượng tiền này nó sẽ càng được giãn cách theo một con số nó cực kỳ khủng khiếp. Và mục tiêu lớn đầu tiên dòng nguyên tố đang thuộc về kiểm soát của Kennen. Nghĩ rằng Raptor sẽ rất khó để có thể nhìn các mục tiêu lớn ở trong ván đấu này. Thứ nhất là anh ta đánh Savannah, đánh nhau là không thể rồi. Thứ hai là các đường của anh ta đều thua thì chẳng có cái lý do gì anh ta dám di chuyển ra khu găng rồng cả. Và chưa chắc là sâu đã thuộc về Raptor đâu nha. Tại vì tôi đang thấy Kennen ăn xong rồng là chạy thẳng lên đường trên này. Chovy đẩy trước và có được cái áp lực với việc tình huống lên 6 trước so với lại con Lucian của Closer. Vừa rồi là một pha mất dìu đến từ Chovy nhưng anh ta sẽ liên tục là xoay lại dìu để có thể giữ hai dìu trên tay, áp lực liên tục vào con Lucian của đối phương mà thôi. Nhưng Closer trao đổi chiêu thức với Thanh Trường và anh ta solo kill. Hả? Là như như nào? Thêm mất 3 sâu 1, mất thêm cái chiến công đầu và một đống cái lượng nội tại đến từ Chovy nữa. Có vẻ là game nó đang hơi dễ nên là Gen Z muốn tạo độ khó chăng? Từ tí à? Ông tình huống đấy thì phải khen Closer, tức là anh ta không hụt chiêu nào cả. Anh ta quy hai phát xuyên lính tốt để cấu máu vào Chovy. Và với việc là Chovy đã mất dìu, anh ta tiếp tục tốn năng lượng để xoay thêm một cái dìu nữa. Thì là Closer tận dụng tốt cái lượng năng lượng còn lại ít ỏi của mình để tung ra một cái thanh trừng hạ gục thành công đường giữa của đối phương với pha solo kill. Không kỹ năng nào hụt cả. À, W trúng, hai đòn đánh tay, Q hai đòn đánh tay, E sau đó lết hai đòn đánh tay và thêm một tình huống thanh trừng nữa sau một pha mà tránh khỏi được pha giạt ra để có thể rút lui về đến từ Chovy. Như các bạn thấy thì vừa rồi có một pha di chuyển của Clear, bởi vì anh ta có dịch chuyển nên anh ta sẽ có một nhịp di chuyển ra khu vực đường giữa, sau đó về nhà và dịch chuyển trở lại khu vực đường trên. Nhưng pha dịch chuyển đó thì bên phía của Gen Z cũng biết Chovy để lại một con mắt ở gần khu vực bãi chim kỳ biến dị của Gen Z để tránh những pha mà Clear sẽ di chuyển ra với cái chiều cuối của mình lại là một pha lao lên sấy thanh trừng. Nhưng giạt ra lần này của Chovy đã ngắt được thanh trừng, vẫn là tốc biến lên nhưng sát thương là chưa đủ đến từ Closer. Chovy vẫn sống sót với dưới 100 máu trong pha vừa rồi. Thiếu hai đòn đánh tay nội tại đến từ Closer và pha đầu tư tốc biến vừa rồi của anh ta xoay bóng không, với việc là Chovy vẫn còn giữ được tính mạng. Và trong khi đó thì Kennen có cấp độ 6 đẩy một cực lực thiên nhiên trúng xuống điện cao thế là hai người đến từ Pay. Đánh thế này thì chịu thôi. Bot lane của Fox nằm xuống hai người là điều chắc chắn rồi và đó là cú double kill dành cho Pay. Nhưng mà Kennen thành trụ hơi quá đà rồi và lên bảng đếm số. Tại sao lại không đi ra khỏi trụ mà lại đắp lưu ngược lại Kennen ơi? Nhưng không sao cả, vẫn là đài trụ thành công, vẫn là mất lính đến từ con Kai'Sa của Hena và vẫn nhường được mạng dành cho Pay. Một mạng gỡ gạc dành cho BNK FX khi mà Kennen ở lại trong trụ hơi lâu, nhưng đó vẫn là hai mạng gục quá giá trị dành cho Pay. Khu vực đường trên Kin đang chuẩn bị băng trụ, mưa tên lửa vẽ nó quá xấu đi. Nhưng mà lúc này thì cái sức đẩy đường đến từ Kai'Sa so với Jerry có một cái giao điện đang là thu thiệt trông thấy dành cho BNK FX. Và ở khu vực đường giữa thì sao? Chovy Kennen đang là những người bắt đầu di chuyển ra với quyền lực thiên nhiên đến từ Kennen được thả. Duro đang đứng chắn với cú chiêu cuối của anh ta, lốc xoáy tử vong đến từ Chovy, nó vẫn trúng lượt về. Và Raptor mất máu quá nhiều, anh ta nằm xuống. Pay có mạng thứ ba trong pha đấu này. Thanh trừng ngược trở lại, sát thương là không đủ vì con khổng lồ hóa. Và double kill lại tiếp tục thuộc về Pay. 4-0 với một con Jerry và câu chuyện nó deja vu liên tục đến từ Gen Z trong những cái ván đấu của họ. Họ liên tục được nhường mạng dành cho Pay. Có vẻ như là 22 mạng đúng không?
Tức là chúng ta còn 18 mạng nữa là Pay sẽ đạt được cái con số sau 1.5 năm. Debut của anh ta là 1.000 điểm hạ gục dành cho xạ thủ của Gen Z Esports. Ở thế trận thì mặc dù đường giữa có những cái câu trả lời đến từ Closer nhưng nó có vẻ như là không đủ rồi. Châu Vi có thể gặp một chút khó khăn ở giai đoạn đầu trận nhưng anh ta vẫn đang farm rất tốt. Đây là lượng sát thương đến từ Rumble. Đã bị nerf ở phiên bản 14.14. Điện đạt đỉnh điểm khổng lồ hóa hất tung và tốc biến còn nhưng mà clear chắc để pha sau thôi. Tiếp tục là mạng nước chảy chỗ trũng rồi. 5-0. Chạy KPI đến từ Pay với 5 mà hạ gục sau khoảng chừng 14 phút và... Nhiều khi là chạy đủ 22 điểm ấy nhá. Gì 13 phút đến 5 mạng rồi, ván này là 10 mạng là trong tầm tay. Rồi Pay bị đẩy ra. Nhưng mà Hena chỉ còn nửa cây máu thôi, Pay bắn quá đau và đu đồ. Mất gần nửa cây máu rồi và bây giờ thì hai người chơi đứng dưới của Phốc mất máu quá nhiều, họ không thể giao tranh nữa. Thì BNK Fake lấy gì để có thể cạnh tranh con sứ giả này đây? Pay đang không có điện đạt đỉnh điểm. Vẫn đánh. Và bên phía của Gen Z vẫn giao tranh bởi vì họ đang có một Jerry quá xanh. Châu Vi ở phía bên trên khu vực hang sứ giả vẫn có sứ giả dành cho bên phía của Phốc, lao thẳng vào đến từ vị trí của Canyon. Pay được bắp giáp ảo, Pay được kick tốc, Pay đang bắn tất cả mọi thứ ở trước mặt của anh ta và thậm chí là cả kiên sức nữa. Nhưng mà khi mà bạn kiên sức vào Pay thì còn đó là một Canyon của Kin và mạng thứ 6 đã có dành cho xạ thủ bên phía của Gen Z, cộng thêm một mạng nữa dành cho đứng trên của họ. Pay đang thực sự là quá cháy ở ván đấu này khi mà anh ta nhận được sự bảo kê đến từ đồng đội và tiếp tục sẽ là quả nhanh qua được. Và Châu Vi xả tiền thành công rồi, tiếp tục là diều xoay đến từ Châu Vi nhắm tạo vào Raptor nhưng sát thương của anh ta tạm thời bị cản lại bởi Hena. Nhưng hai thành viên của Phốc đang thực sự là quá yếu máu rồi. Châu Vi giạt ra thành công với cú double kill không chính thức và 9-3 là tỷ số về điểm hạ gục dành cho Gen Z ở ngay thời điểm phút thứ 16 này. Rồi, thêm một xạ thủ nữa của Gen Z đã lên tiếng với mạng hạ gục xả tiền dành cho Châu Vi và Hena đã không có tầm nhìn cho pha vừa rồi để có thể kích hoạt thành công cú chiêu cuối nhằm tạo đi những lớp kia nào. Và có mạng của Châu Vi trở lại mà thậm chí anh ta lại còn người là người lên bảng điểm số với double kill cho Châu Vi nữa. Đây là một pha mà Gen Z đã mất đi hai cú chiêu cuối để đạt điểm, cú khổng lồ hóa, nhưng họ vẫn có khả năng giao tranh. Đó là cú dịch chuyển mặc dù trễ đến từ Kin nhưng anh ta vẫn đóng góp được. Pay mặc dù có một pha e sang nhìn rất là ghê khi mà anh ta đối mặt với rất nhiều người đối phương, nhưng đúng là anh ta rất khỏe và góc dịch chuyển đến từ Kin cũng là vô cùng đẹp. Và khi anh ta nhận một cú kiệt sức, anh ta vẫn có sát thương khi mà Kin đã tới thì câu chuyện giao tranh sau đó nó là thực sự một chiều. Đúng là bạn đánh với Kennen thì bạn phải giữ cái kiệt sức thật, nhưng mà cái con Jerry này bây giờ nó giật ghê hơn cả con Kennen nhá. Thì bạn bắt buộc phải kiệt sức vào Pay thôi, và khi mà Pay ăn kiệt sức thì Kennen giật tan nát đội hình của bạn thôi. Châu Vi nữa, quá nhiều mũi nhọn đến từ bên phía của Gen Z Esports và nó khiến cho bên phía của Phốc hiện tại tôi nghĩ là họ không có lời toán, không có bài giải trong cái bài toán này rồi. Hena không kịp chiều cuối. Không có tầm nhìn. Hena pha vừa rồi tôi cũng không hiểu là anh ta định làm gì. Rồi, đến đây thì cách biệt về tiền đã là con số quá là khủng khiếp cho bên phía của Gen Z. Với tất cả các khu vực đường của họ đều đang có lợi thế, trừ khu vực rừng thì Canon đang chịu lép vế đôi chút về mặt tiền so với Raptor, nhưng nó thực sự là vị trí không quan trọng. Mưa tên lửa vẽ ba người đối phương đến từ Clear cũng có vẻ là đẹp, nhưng quyền lực thiên nhiên chặn người trở lại thì rút lui đi thôi vì Pay có sát thương, Châu Vi có sát thương, lốc xoáy tử vong hai người. Nhưng có bất khuất đến từ Duro để anh ta tạm thời sống sót được một chút nữa. Thành trường góc không đẹp đến từ Closer một tí nào cả. Shyvana của Raptor lên bảng điểm số, mạng dành cho Pay và thêm cả một mạng dành cho Châu Vi nữa mà họ chẳng cần tới Kin. Pay đang lướt thẳng vào trong trụ đối phương bị hất tung vào trong trụ và sau đó thì anh ta vẫn có mạng của Duro trước khi lướt ngược trở ra. 8 mạng rồi. Đúng chạy KPI luôn. 10 mạng trong tầm tay tôi bảo mà. Anh mỗi gì cũng win. Mỗi game 10 mạng. Nhẹ nhàng đến từ Pay và 1.000 điểm hạ gục là trong tầm tay sau kèo đấu BO3 này. Chẳng cần vào đấu thứ 3 đâu. Ván này 17 phút 8 mạng. Châu Vi thì vừa rồi tiếp tục là một pha xả nội tại nữa dành cho anh ta để có thể có được cho mình một cái nỏ từ thủ ở trang bị thứ 2. Còn em Pay thì cũng sẽ có được nỏ từ thủ. Sách lên tanh rất hợp lý đến từ Pay. Với việc là có nỏ tử thủ, có tốc biến lá chắn thì làm thế nào để sát thương của Phốc tầm này hạ gục được con Jerry Pay đi ngang qua trụ hai đối phương vào bãi sói farm tiếp. Còn ở cánh dưới này thì Kin đang phải 1-2, lách được con sứ giả triệu hồi đến từ vị trí của Raptor với pha lái sứ giả cánh dưới và một trụ gỡ gạc dành cho bên KPX. Combo đến từ Duro nhưng mà đồng đội của anh ta ở đâu không dám mà đang sát thủ vào đến từ Hena. Và tầm này Pay bắn hai luôn, Pay cân đôi luôn, bắn quá là rát đến từ Pay đi mà anh ta không có thanh tẩy. Có dịch chuyển bọc sau đến từ và Clear. Và đây sẽ là một pha dịch chuyển đến từ vị trí của Clear. Mưa tên lửa giải ra, Pay nhận luôn cho mình dây chuyền tội hồi lại máu và Clear lên bảng điểm số. Mạng xả đội tại tiếp tục dành cho Châu Vi và điện đạt đỉnh điểm không còn, nhưng mà còn đó cho mình xung điện cao thế và lốc xoáy tử vong rất đơn giản đến từ Châu Vi. Pay cứ thế bắn ở tuyến trước mà thôi. Gen Z có được mạng thứ 14, 2 điểm hạ gục dành cho Gen Z để họ di chuyển ra khu hang Baron. Thậm chí là Pay cứ liên tục lướt qua tường tốc biến tìm kiếm vị trí của Hena, đổi tốc biến với xạ thủ đối phương. Nhưng Pay có tốc độ di chuyển cao hơn, anh ta tạm thời buông tha cho đối phương một nhịp giao tranh giữa hai trụ của đối phương.
tới từ Gen Z. Trời ơi, cứu PX với mạng tiếp tục dành cho Chovy với cú triple kill không chính thức. Và Pay làm thậm chí làm gì đây, anh ta lướt thẳng vào nhà của đối phương để anh ta tìm kiếm closer. W thành công đến từ closer nhưng mà cho kẹo thì anh ta cũng không dám lướt lên để có thể tấn công. Che cái kiểu gì với quyền lực thiên nhiên, cứ chung hai người ấy nhở. Nhưng đây là một tình huống mà Pay đã bị hội đồng và anh ta lên bản đếm số, kéo theo đó là mao cài của Cannon double kill và đó là triple kill dành cho Kai'Sa của Henna. Người ta gọi là đi đêm lắm thì có ngày gặp ma, gặp ngay ba con ma. Thế là Pay nằm lại ba cái mạng vừa rồi, Chovy ăn hết. Chovy có được ba mạng liên tục và bây giờ thì mất Pay, mất cây niền. Gen Z quăng phát Baron luôn à? Không, tôi nghĩ là Kim với là Chovy còn là con Baron này chưa chắc là PX đã nuốt trôi đâu nha. Tôi nghĩ là như vậy luôn. Ba người yếu máu đang đứng trong Baron, có hai người khỏe đi ra, đó chính là Clear cùng với Raptor. Và liệu rằng có về được hay không sau con Baron này, họ sẽ ăn được con Baron, nhưng mà để xem là nuốt xong thì có trôi được xuống đến bụng hay không. Lốc xoáy tử vong dọc đường đối phương đến từ Chovy. Kim dấn lên lấy tầm nhìn và bắt đầu đang có những người di chuyển ra đến từ phía sau của các thành viên Gen Z, đó chính là Cannon, đó chính là Lehen, đó chính là cả Pay nữa. Bật chiêu cuối đến khi để chết bụi. Mạng dành cho Chovy và liên tục là những cái điểm hạ gục dành cho đường giữa bên phía của Gen Z Sport. Kiểu Lehen bảo là em cứ đi để anh chơi được. Flash qua tường luôn. Anh chơi với em luôn. Và Pay nhận được sự hỗ trợ của Lehen, nhưng mà cuối cùng thì anh em chơi đùa với nhau một hồi thấy ba người nằm luôn. Và mất con Baron đầu tiên của ván đấu khiến cho cái nhịp lăn cổ tuyết của Gen Z có thể bị gián đoạn đôi chút. Vì với bộ lại Baron thì bên phía của BNKFX họ vẫn có thể phòng ngự được trong thời gian ngắn. Nhưng rõ ràng là với ngưỡng sức mạnh hiện tại của một con Zeri thì thực ra vẫn đang là một chênh lệch quá lớn đến từ cả hai bên. Họ vẫn sẽ có được khả năng đẩy cao các đường dựa trên lợi thế hiện tại. Đây thực sự là một cái màn như kiểu là màn chơi đùa của Gen Z ở trong một ván đấu đã chênh lệch quá nhiều mà thôi. Mặc dù đây là, tôi phải nói rằng là đây vẫn là một con Baron dành cho Phốc, nhưng mà tôi cảm giác là Gen Z họ kiểm soát được trận thắng của mình luôn á. Vì chỉ cần hết con Baron này thôi, bốn dòng nguyên tố rồi thôi. Dùng dòng đất rồi. Họ thích là họ chơi đó. Đó, đây này. Kim bị tấn công thì Maokai ở cây nền vòng sau, anh ta hơi đơn độc. Bay tới, Chovy tới, sát thương đã tới rồi và đang của bên phía Phốc không đủ đạn của con Maokai này. Và lốc xoáy tử vong đâu, lốc xoáy tử vong bung ra đến từ vị trí của Chovy. Chưa, anh ta chưa dùng chiêu cuối luôn, đang đợi để có thể KS. Raptor sẽ nằm xuống với lốc xoáy tử vong đến từ Chovy. Đã bảo rồi mà, bung lốc xoáy tử vong ra là có mạng luôn. Xung điện cao thế làm chậm thành công, Pay bắn tới luôn. Duro phải mất tốc biến nhưng tốc độ di chuyển là quá cao. Duro bắt buộc phải combo ngược lại, anh ta quyên sinh và cú double kill dành cho Chovy. Pay chưa có được mạng hạ gục nhưng tiếp tục sẽ là nhanh như điện thoát qua tường đến từ Pay để truy đuổi chạy vào kiểu gì? Không thể chạy được trong tình huống này. Và điểm hạ gục sẽ có dành cho xạ thủ bên phía của Gen Z Esports mà thôi, sớm hay muộn thôi. Quyết định là về à? Sao Lulu Lulu dẫn lên còn Zeri thì quyết định đi về và thế là Closer vẫn sống à? Cuối cùng thì là dỗi nhá. Tại vì hai mạng vừa rồi Chovy ăn hết. Em thì đang cầy KPI 1000 điểm mà anh thì cứ hốc thôi. Anh hốc hai mạng rồi. Thôi em dỗi, em không đuổi nữa, em không cần 1000 kill, 1000 cùng gì cả. Và thế là Gen Z Esports, đấy tôi bảo rồi mà, họ kiểm soát chiến thắng trong tầm tay luôn. Họ đánh một cái pha giao tranh, Maokai nằm xuống nhưng mà là liên tục những cái điểm hạ gục dành cho các chủ lực bên phía của Gen Z. Và đó là cú double kill dành cho Chovy. Nhưng mà có một điểm này tôi cũng tính nói là lý do mà bên phía của Gen Z nhà có Rumble, thứ nhất nó bị nợp tại phiên bản 14-14. Thứ hai nữa đúng, là đúng. Lia vẽ xấu quá. Nghiên cứu rồi đúng không? Nghiên cứu là Clear đánh Rumble 0-2. Linh hồn sống đất với việc là Zeri có nỏ tử thủ, Lulu bắp khổng lồ hóa giáp ảo liên tục, Chovy thì có huyết kiếm, sát thương của Rumble làm sao mà vào nữa. Đây chúng ta vừa thấy mưa tên lửa trải ra lại dọn lính thôi. Thấy Gen Z còn nguyên máu, cấu máu thì chắc chắn là không lại rồi. Tầm này Raptor có hóa rồng thì tôi nghĩ rằng con rồng này nó cũng là vô hại thôi. Giạt ra, ui rồng bay thẳng vào, rồng gì đây? Trời ơi, con rồng ơi. Con rồng ăn sát thương hai xạ thủ, lông xoáy tử vong, Chovy lại ăn mạng rồi. Và Gen Z rất đơn giản để có thể hạ gục thành công Raptor. Tôi cũng chả hiểu lý do tại sao mà Raptor đánh con Syvana. À không, Syvana ván này của anh ta thì cũng đã có được 2.5 đồ, nhưng mà nó cũng không đủ. Nhưng mà giáp của anh ta không nhiều, sát thương thì quá lớn đến từ Gen Z và một đường lính siêu cấp ở khu vực đứng trên, một đường lính siêu cấp nữa ở khu vực đứng giữa chuẩn bị được đẩy vào đến từ phía của Gen Z. Chovy xoay cái dìu thiên nhiên tư cây và che cho nhau. Lần này thì che tốt rồi. Duro là người duy nhất thì giữ trận lại, một cái báo sấm sét chỉ để giúp cho Kim lùi lại mà thôi. Pay bắn tới luôn, anh ta sẵn sàng cân 2-3 trong tình huống này. 20k đến từ Gen Z và họ luôn. Chênh lệch cũng đã là con số hơn 10.000 tiền dành cho bên phía của Gen Z và kết thúc ván đấu chỉ là vấn đề thời gian đối với họ. Gen Z, tôi chỉ thắc mắc là bây giờ Gen Z có nhường được thêm một mạng nào cho Pay không, tại vì con số 12
tức là phải là 14 chứ. 14 trong một cái ván đấu, tức là Pay còn trước ván đấu này là còn 22 điểm hạ gục đúng không? Anh ta có được 8 rồi, tức là còn 14 điểm hạ gục nữa thì anh ta sẽ đạt được cũng có 1.000 điểm hạ gục. 12 điểm hạ gục trong cái ván đấu thứ hai nó sẽ hơi khó đấy. Tôi thì ván này thêm khoảng 3 điểm hạ gục nữa hay là 4 điểm hay 5 điểm đi. Cú Pentakill dành cho Pay nó sẽ là một cái kết tuyệt vời ở trong cái ván đấu này dành cho Genji Esports. Cái niềm tốc biến rút lui và anh ta sống ở đây, đây bắt đầu bớm mạng rồi. Không ăn mạng, tất cả bỏ tay ra. Pay có một mạng rồi. Tốc biến đến từ Lehen giữ chân lại. Pay sẵn sàng lướt qua tường, chắc chắn là lướt qua tường rồi. E qua tường xung điện cao thế giữ chân thành công closer. Ép tốc biến closer, tốc biến với cú double kill dành cho Pay. Hơi khó có cú triple kill nhưng là mạng thứ 10 thôi thì em không hốc để anh vậy. Chovy có được điểm hạ gục với cú quét 3 người dành cho bên phía của Genji Esports. Và Clear đang cố gắng cắt lính để làm một cái thứ gì đó, nhưng tôi không nghĩ rằng Clear có thể làm được gì ở trong cái tình huống này đâu. Anh ta bắt buộc phải di chuyển ngược lại để có thể phòng ngự. Đợt lính đẩy vào để kết liễu ván đấu đến từ Genji. Đợt lính khu vực đứng trên có 2 con thiên vương trùy, và với đội hình 3 xạ thủ của Genji còn lại, họ có thể phá công trình rất là nhanh mà thôi. Đang là những nỗ lực phòng ngự đến từ Closer cùng với Clear, nhưng Clear mất máu quá nhiều. Closer cũng đang bị dúi những cú dìu xoay liên tục vào đầu bởi Chovy. Và anh ta vẫn còn sống sót với 1 chấm máu. Pay là người có mạng của Clear trong tình huống này. Mạng thứ 11 dành cho xạ thủ Genji, pha combo đến từ Duro cũng chỉ trúng Chovy và cảm giác là Chovy không mất máu. Lượng sát thương đến từ 3 xạ thủ Genji vẫn còn ở đó. Chiêu cuối đến từ Kim được dùng để lấy thêm mạng gục dành cho bên phía của Genji. Họ cảm nhận là không ăn được thêm mạng, họ chuyển sang đánh nhà và chiến thắng dành cho Genji sau hơn 28 phút. Kết thúc là 11 điểm hạ gục và Pay sẽ còn 13 điểm hạ gục nữa với KPI của anh ta ở ván thi đấu thứ hai để chúng ta có được 1.000 điểm hạ gục dành cho xạ thủ bên phía của Genji Esports. Một ván đấu quá hủy diệt đến từ Genji ngay từ giai đoạn đi đường. Và Pay sẽ phải làm rất nhiều thứ, họ sẽ phải cải thiện cực kỳ nhiều thứ để hòng có thể làm khó được những nhà đương kim địch đang có phong độ rất cao. Và chúng tôi sẽ quay trở lại khi ván đấu thứ hai được sẵn sàng bắt đầu. Vậy là Shinja rồi. Combo mà Closer và Raptor muốn thực hiện ở trong cái ván đấu này với những cái pha tấn công liên tục, và cái đội hình cũng cần phải có thời gian để tăng tiến sức mạnh ở giai đoạn sau, đó là Corki và Rai. Những con tướng chắc chắn là muốn nước mắt và tích số đến từ hai đường đơn của Genji. Và ván đấu này thì sẽ không phải có những cái đường thắng hoàn toàn đến từ Genji như ở cái ván đấu trước nữa. Không phải là một cái con tướng đứng giữa áp lực đến từ Chovy sẽ làm con Corki và farm an toàn. Rai đường trên cũng sẽ cần phải tăng tiến sức mạnh ở giai đoạn sau với một con tướng mà tích nước mắt. Cánh dưới thì sẽ có được những cái áp lực này. Pay và Lehen sẽ cần phải có áp lực nhiều hơn với Lucian và Nami so với lại bộ đôi đi đường khá là yếu về phía bên kia là Jerry và Rakka. Rõ ràng là bên phía của bên KPX họ cần một hỗ trợ mở. Điều đó khiến cho khả năng đi đường của họ khu vực đường dưới với Rakan sẽ không mạnh bằng so với combo Jerry cùng với Lulu. Và đấu thứ hai trong trận đấu BO3 giữa FX và Genji Sports trong khuôn khổ ở lượt về của FCK mùa hè năm 2024 trên kênh sóng của FCK tiếng Việt với bản quyền phát sóng thuộc về Box Sport. Rất là hy vọng các bạn để lại thêm nhiều lượt tương tác cho chúng tôi trên các nền tảng khác nhau như TikTok, Facebook và YouTube. Một ván đấu mà Genji sẽ hướng tới trận thắng thứ 13 liên tục của họ tại FCK giải mùa hè năm nay. Còn với FX, liệu cái chuỗi 4 trận thắng liên tục của họ có được giữ vững hay không, hay sẽ là một trận thua 0-2 trước đối thủ đang được coi là mạnh nhất tại FCK ở trong giai đoạn hiện tại? Trong những vòng đấu vừa qua khi có kết quả tốt thì biên kê phế cũng thể hiện sự tự tin trong cả lối chơi lẫn cả về mặt truyền thông trong những cuộc phỏng vấn. Họ cũng gửi lời thách thức đến các đội tuyển nhóm trên, nhưng mà ngày hôm nay ván 1 diễn ra theo một chiều hướng rất một chiều cho bên phía của Genji. Thì cùng xem là biên kê phế ở ván đấu thứ hai họ có làm được một điều gì đó đặc biệt hay không. Tôi nghĩ rằng bên phía của BNKFX họ khi đã thấy con Lucian hồi tốc biến lên trói chân lại và chiến công đầu, liệu rằng có hay không. Phía bên kia là một Rakan rất cơ động và Duro đã đủ nhanh tay để tốc biến cùng với bộ phát thần tốc và cả xuất hiện hành tráng để rút lui. Khu vực đứng dưới thì vì Pay vừa có một pha di chuyển để áp lực vào sâu lượt 2 nên là Hena vừa gỡ lại được những lớp khiên trụ khu vực đứng dưới, và đó là quyết định đánh đổi đến từ cả hai bên. Có những phép bổ trợ và chiêu cuối được đầu tư, có những tình huống khai thác những lớp khiên trụ đến từ cả hai bên. Thực ra thì phía có một cái cánh trên rất là mạnh nhá, nhưng mà họ có vẻ như là đánh rất là an toàn ở trong cái ván thi đấu này. Và họ để khoảng trống để Hena farm bù lại với việc là để bị con Lucian của Pay đi đọt nhiều quá ở trong những cái giai đoạn đầu tiên. Nó khiến cho bên phía của phía không đủ người để giao tranh. Cứ đội hình của họ rõ ràng là mạnh hơn rất là nhiều. Một con Rai cần tích số nước mắt, cần tích số triệu chứng sinh. Một con Corki thì chưa có đồ gì cả, với chỉ xong được cho mình một cái bố gỗ thôi. Vẫn đang bỏ ngỏ tam hợp rồi thì hướng tới việc tích nước mắt sớm.
thì Gen.G rõ ràng sẽ yếu hơn, nhưng mà bởi vì phía X họ đang có một cái cánh đứng dưới thọt quá, Hena phải có khoảng trống để farm nên phía X chỉ dừng lại ở 4 sâu hư không, ở lượt sâu hư không thứ hai mà thôi. Còn ở khu vực cánh dưới này thì đang là một cái pha triển khai rồng đến từ bên phía của phía X. Người bị mất máu nhiều là Kay Niên. Helehen di chuyển ra cùng với lại Pay nhưng ăn một pha phong lôi thường, và Pay chắc chắn là phải rút lui cùng với đồng đội của mình rồi. Ăn xong rồng, phía X tràn xuống cánh dưới để đẩy lui cặp đôi đứng dưới của Gen.G Sport. Một thế trận rất hòa hoãn đến từ cả hai bên khi mà chưa có chiến công đầu. Mục tiêu lớn cũng được cả hai bên đánh đổi với mỗi bên một dòng nguyên tố, và bên KPX là những người kiểm soát được 4 sâu so với 2 sâu của Gen.G. Thì tiền bên phía của Gen.G lại đang là những người nhỉnh hơn đôi chút, và với những tình huống đổi trác như vậy, một thế trận hòa hoãn đến từ cả hai bên, và cùng xem là khi sứ giả đã xuất hiện thì quyết định đến từ cả hai bên là như thế nào. Gen.G có ý định buông bỏ con sứ giả này để giúp cho Chovy có được cái áp lực ăn trụ một khu vực đứng dưới với hai sâu hư không và tam hợp kiếm, và đây sẽ là trụ một tạo bản đồ cho bên phía của Gen.G. Cùng xem là với một pha đổi đường lên cánh trên và kiểm soát được sứ giả thì liệu rằng con sứ giả này có giúp ích được gì cho bên phía của phía hay không. Đây là một tình huống mà Clear còn tốc biến thì cũng không thành công. Đứng giữa là Thanh Trừng đổi với đại đà đỉnh điểm, và có Maokai của Kennen ở đây. Pay không có phép bổ trợ nhưng anh ta cũng không gặp nguy hiểm, rút lui về đơn giản với pha Thanh Trừng và trụ diệt tận thôi. Cánh trên có được sứ giả đến từ Raptor và có thể sẽ làm pha triệu hồi sứ giả ở cánh trên để hỗ trợ cho khả năng đẩy của Closer, với sẵn sàng là pha chặn tường mặt đất dậy sóng để có thể ghép góc vào Kin, người đang bị kẹp lại ở cánh trên nhưng mà hết lính rồi. Sứ giả có thể sẽ hút vào trụ cánh dưới, thì là một pha thả mưa tên lửa để giải quyết lính bằng trụ rồi, và bằng trụ rồi. Kin gặp nguy hiểm, tốc biến né khỏi ý xuất ánh sáng rất tốt, bật chiều cuối rút lui về và Kin chạy được. Kin sống, mất trụ đến từ Gen.G nhưng mà khoảng trống tạo ra để cho Gen.G lấy trụ đứng giữa là quá lớn, và họ sẽ đổi ngang trụ với đối phương trong tình huống mà Kin thoát chết. Còn Clear thì đang đứng ở trụ 2 để có thể cố gắng phòng ngự, nhưng Chovy sẵn sàng với một tình huống tấn công khi mà bộ ba bên phía của Gen.G Sport áp thẳng vào. Clear không dính cho mình đại hồng thủy nhưng trụ 2 đang bị tấn công bởi hai xạ thủ bên phía của Gen.G Sport. Rất là thành công với pha đào thoát của Kin và tạo ra khoảng trống mênh mông để Pay và Chovy lấy trụ đứng giữa nữa. Đang dậm sóng đến từ vị trí không phép bổ trợ nha Closer, và Quay không còn phép bổ trợ nữa. Anh ta bị kẹt lại, anh ta nằm xuống rất nhanh. Mạng dành cho Hena, một pha mở giao tranh rất nhanh đến từ bên phía của Phoenix, và họ có được thành quả với điểm hạng gục xạ thủ của đối phương. Họ tính từng giây từng phút những phép bổ trợ của Pay ở trong pha thi đấu vừa rồi, và họ đã thành công trong việc mở thẳng vào xạ thủ của Gen.G đang đứng cao khu vực đứng giữa với tình huống dựng tường chiêu đồ đỉnh đối phương đến từ người chơi đứng giữa của bên kia Phoenix. Họ đã bắt được một con Lucian với chiến công đầu dành cho Hena, nhưng họ cũng đã phải đầu tư một lượng tài nguyên không hề nhỏ trong pha vừa rồi. Và liệu rằng một pha dịch chuyển bọc sau với mưa tên lửa đến từ Rumble của Clear bắt buộc Gen.G phải rút lui, nhưng đã có người bị kẹt lại, đó chính là Kim, người cũng không có phép bổ trợ tốc biến nữa. Mạng thứ hai dành cho Hena trong ván đấu này. Hơi thiếu đam, Gen.G đang hơi thiếu đam rồi, mất hai chủ lực và họ đang gặp nguy hiểm. Kay Niên không cướp được dòng, Kay Niên bị kẹt lại luôn, và Kay Niên lên bảng điểm số, lại là mạng cho Hena, lại tiếp tục là mạng dành cho Hena. 3-0 dành cho phía X, và đây là tình huống tăng tốc tốt đến từ phía X từ khu vực đường giữa ra khu vực hạng dầu, và cân bằng được về lượng tiền lúc này cũng như những mạng rơi vào tay của Hena thì đây là một vị trí tận dụng mạng cũng rất tốt. Nhưng đây là một tình huống quyết định bắt lẻ đến từ phía của Gen.G. Ngược trở lại, họ có sát thương, họ đang bắt được vào người của Raptor, người bắt buộc phải tung cái bán nguyệt thương để rút lui. Tốc biến đến từ Chovy nhưng sát thương của anh ta có vẻ là chưa đủ, quyền lực thiên nhiên của Kennen cũng không đủ tầm và phản công ngược trở lại, nhưng mà một Rumble bọc sau nó không thực sự hiệu quả. Anh ta phải tốc biến đi, Clear tốc biến đi được, còn Closer thì lại là người dính một cổ ngựa. Anh ta tiếp tục bị đu bám bởi phi tân quỷ dị của Kennen, nhưng sát thương tuyến sau của Gen.G chưa đủ sức để lấy bất kỳ mạng nào trong pha này cả. Tất cả hai đội rút lui mà không ai phải lên bảng điểm số cả. Rất nhiều tài nguyên được tung ra trong tình huống đó. Duro chỉ có thể chạy và thôi, cắm đầu cắm cổ chạy với khả năng truy đuổi. Chovy đầu tư tốc biến đại hồng thủy, quyền lực thiên nhiên đẩy ra để cố gắng hạ gục thành công được hỗ trợ đối phương nhưng không được, đến từ Gen.G, và sau đó là cái pha phản công đến từ Fox. Chung là đổi thì cũng ngang ngang nhau, mất hết chiêu, chả ai nằm cả. Vẫn là pha giao tranh rất LCK, nhưng Lehen có thể bị bắt lại trong tình huống này. Một cái sóng thần hai người đẩy vào tốt, nhưng Lehen bị hất tung lên và anh ta nằm xuống. Lại là mạng dành cho Jerry. 4-0 đến từ con Jerry này của Hena rồi, nhưng Hena bắn làm sao được hai xạ thủ bên phía của Gen.G đây. Anh ta bắt buộc phải rút lui về với tốc biến của mình mà thôi, đánh cái tốc nổ rút lui về. Clear đang có góc để có thể vẽ một cái mưa tên lửa, nhưng mưa tên lửa của anh ta chưa hồi lại thì phải, bây giờ hồi lại thì tiếp tục là kẻ xấu quá, và Kim nằm xuống. Chovy đang bắn đuổi Closer, nhưng bên phía của Gen.G đang mất người và Kenyan đang bị bắn bởi Hena. Có mặt đất dậy sóng đến từ vị trí của Clear và đó Closer, và đó là mục tiêu. Cây Niên chắc chắn là đi rồi, điểm mạng cũng dành cho Hena với mạng thứ 6 dành cho anh ta vào đấu này. Ván 2 thì lợi thế cho bên phía của Gen.G không quá nhiều, và họ cũng đang gặp những khó khăn khi liên tục để mất mạng vào tay của Hena phía bên kia, và Hena đã tiếp cận rất gần đến với cái huyết kiếm và món trang bị thứ 3. Nhưng đây là thời điểm mà bên phía của bên KPX cũng đang bị thiếu đi một cái tốc biến rất là quan trọng của Hena, nên họ quyết định buông bỏ con rồng nguyên tố khi họ đang không có được đủ cái lượng tầm nhìn và tài nguyên để giao tranh. Chuẩn bị là ba đồ lớn,
Bây ở ván đấu này Hách Tiền khá là tốt với đòn phủ đầu ở trong giai đoạn đầu, anh ta cũng đã chuẩn bị có được trang bị vô cực kiếm ở trang bị thứ ba rồi. Hena bắn ngược lại Pay luôn, phải mất tốc biến đến từ Pay. Tốc biến có được tình huống bắn nguyệt thương đến từ vị trí của Raptor và Pay bắt buộc phải lướt với rút về, nhưng anh ta để lại Nami rồi và bạo thân của anh ta cũng nằm xuống luôn. Hai điểm hạ gục dành cho Phoenix và họ đang tiến ra Baron. Trong khoảng thời gian đó thì Kim đang đẩy cánh dưới, nhưng tốc độ đẩy đường đến từ một con Rai rõ ràng là không đủ với một cái tốc độ ăn Baron tôi nghĩ là nhanh đến từ đội hình của Phoenix. Họ có một con Zeri ba đồ lớn và Genji bắt buộc phải buông bỏ thôi. Cây Niền có tốc biến nhưng không có chiều cuối trong tình huống này, không thể can thiệp. Một mình có Key của Chovy ở đây là không đủ để có thể giúp cho bên phía của Genji giữ lại con Baron này, và họ chỉ để cho Kim có được trụ hai đường dưới. Và bây giờ sẽ vẫn là một loại Baron đẩy cánh dưới. Một mình Kim rõ ràng là không đủ sức để có thể phòng ngự, và thậm chí là anh ta có thể gặp nguy hiểm nếu như Duro mở tốt. Trụ này sẽ có dành cho bên phía của Phong rồi, bảo đánh thẳng vào Kim luôn. Kim bị tung lên và quá nhiều sát thương, Kim nằm xuống không đổi mạng của ai cả. Và mạng thứ 7 với một tình huống godlike dành cho Hena. Khi Pay đã có được cái vô cực kiếm đi ra thì Kim cũng đã bị các thành viên bên phía của bên KFX mở và lên bản đếm số rất nhanh rồi. Mặc dù anh ta có quyền trượng đại thiên sứ, có thêm khả năng chống chịu, nhưng nó là không đủ trước sức ép đến từ các thành viên bên phía của bên KFX trong pha vừa rồi. Quyết định là bỏ rồng đến từ FX để đẩy thẳng vào khu đường giữa. Họ đang tấn công trụ 2 của Genji, Kim đang là người phòng ngự. Trong khi đó thì Genji đã bắt đầu tiếp cận và có lượng sát thương ban đầu và con rồng nguyên tố thứ 5 của ván đấu này rồi. Ui. Raptor mất máu quá nhiều sau những đòn tấn công đến từ các thành viên bên phía của Genji, và họ chuyển sang tấn công Kim thì Kim vẫn có thể rút lui về được với một chấm máu và anh ta sẽ có dịch chuyển. Trong khi đó thì Clear quyết định di chuyển ra với cái mưa tên lửa của anh ta sẽ vẽ như thế nào đây. Dịch chuyển chúng tôi hồi máu và pha lao vào đến từ Raptor có vẻ là hơi sớm. Rồng yếu máu nó thuộc về cú trừng phạt của Raptor. Rồng dành cho bên kia FX, vẽ mưa tên lửa trong pha này cũng có vẻ là ổn dành cho Clear để họ có thể giao tranh. Vẫn tiếp tục là mạng dành cho Closer. Phía bên kia Kim đã trở lại với cú dịch chuyển với một con Rai full cây máu, nhưng anh ta chưa đủ sát thương để lấy mạng của Closer. Closer tốc biến chạy kịp. Clear đang ở trạng thái bị kẹt lại phía sau, anh ta quay sang sấy các thành viên phía của Genji. Đồng hồ trường đại thế giới có đồng hồ và anh ta apply thành công được ma gục này, nhưng sau đó thì anh ta vẫn phải tốc biến đi. Jerry của Hena đang bắn được và đó là mạng dành cho Hena với tiếng kinh lên bản đếm số. Mỗi bên mất 3 người. Double kill dành cho Lucian của Pain, nhưng anh ta không còn tốc biến để tiếp tục truy đuổi thêm nữa. Tình huống dừng lại ở 3-3 và rồng dành cho biên kế FX. Và Hena sẽ chưa cần phải mua sớm cho mình cái nỏ thần Dominic làm gì cả. Anh ta cần phải có nhiều khả năng hồi phục hơn, có nhiều khả năng sinh tồn hơn với một đội hình cũng có được cực kỳ là nhiều sát thương đến từ bên phía của Genji Esports. Phong đang vào Baron. Tốc độ ăn Baron của họ thì cũng là khá nhanh với một con Jerry của Hena chuẩn bị full đồ. Nhưng rõ ràng là Genji đang có những cái tiền đề để di chuyển vào pha trong tình huống này. Một cái mặt đất dậy sóng đẩy ra, sát thương vào Baron là chưa đủ đến từ VX. Nó có hơi sớm không đấy? Mặt đất dậy sóng hơi sớm rồi. Đến từ Closer rồi, và tên lửa định hướng là rất đau. Tốc biến chói và Maokai trong tay kia đang đẩy về. Pay hứng, Pay có được điểm mà cùng Pay có được cú double kill. Pay bắn từ đầu đến cuối. Triple kill dành cho Pay. Quadra kill dành cho Pay và Beta kill dành cho em Pay. Chắc chắn là như vậy rồi. Không thể nào mà ai Len ơi. Bỏ cái tay ra trời ơi. Nami ăn mạng cuối, nhưng đó là quét sạch dành cho Genji và BNKFX sẽ thua ở ván thi đấu thứ hai này. Mới chỉ có 8 mạng, chưa có 1000 kill dành cho Pay, không có Penta kill dành cho Pay, hơi dỗi một chút nhưng là chiến thắng 2-0. Bằng một cách nào đó, Genji giao tranh thắng và họ dứt điểm BNKFX ở trong ngày thi đấu này vẫn là tỷ số 2-0 quen thuộc. Tình huống giao tranh xuất sắc của tập thể Genji khi họ đã có một góc giao tranh rất đẹp trong pha vừa rồi. Họ hoàn toàn bỏ qua con Baron vì họ biết rằng lúc đó chỉ cần giao tranh thắng là họ sẽ có ván đấu. Họ không quan tâm tới Baron, họ để cho đối phương ăn Baron. Và họ có một tình huống giao tranh vô cùng xuất sắc. Closer đã dựng chiêu cuối hơi sớm, và để rồi họ quá tập trung vào Baron khiến cho Genji thỏa sức tấn công vào đội hình của họ. Pay có vô vàn khoảng trống để gây sát thương từ đầu đến cuối giao tranh, và BNKFX quá tập trung Baron. Họ có Baron nhưng họ bị quét sạch và họ thua cả ván đấu. Ván đấu thi đấu cực kỳ là tốt đến từ FX. Tôi phải nói rằng là FX có một ván đấu đối đầu với Genji Esports mà họ kiểm soát Genji cực kỳ là ổn với những tình huống đánh nhau liên tục. Họ kiểm soát mục tiêu tốt, đổi mạng đối phương lợi thế hơn, luôn một con Zeri siêu xanh. Nhưng đến tình huống giao tranh cuối cùng, đó, đấy là cái thứ mà các bạn phải gặp phải khi mà đối đầu với Genji ở thời điểm này. Một sai lầm thôi